Trong nhịp sống hiện đại bận rộn và hối hả, bạn luôn phải cân đối thời gian để thực hiện tốt cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Nhưng nếu thời gian dành cho công việc, gia đình bị san sẻ cho những việc như loay hoay tìm cách đổi mật khẩu Wi-Fi, khởi động lại Wi-Fi, thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức. Hiểu được điều này, Viettel xin giới thiệu đến các bạn tính năng quản lý modem Wi-Fi trên ứng dụng MyViettel để bạn có thể giải quyết tất tật các vấn đề liên quan đến Wi-Fi chỉ trong một nốt nhạc. Các bạn hãy thao tác theo hướng dẫn sau để tiến hành đổi tên và mật khẩu Wi-Fi. Bước 1, bạn đăng nhập ứng dụng MyViettel bằng cách chọn dịch vụ mà mình cần tra cứu. Ở đây là nhóm dịch vụ ADSL, FTTH, NextTV, sau đó nhập các thông tin cần thiết. Nếu bạn quên mất tài khoản ADSL, FTTH, NextTV thì cũng đừng lo vì MyViettel đã có tính năng đa tài khoản. Nếu bạn hòa mạng nhiều dịch vụ trên cùng một chứng minh nhân dân thì bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản di động hoặc Dcom và linh hoạt chuyển sang tài khoản ADSL, FTTH hoặc NextTV một cách dễ dàng. Bước 2. Sau khi đăng nhập, trên trang chủ bạn sẽ thấy mục quản lý modem Wi-Fi ở cuối cùng. Tại đây, các bạn có thể xem các thông tin liên quan đến modem như trạng thái bật tắt thiết bị, số serial thiết bị, nhà sản xuất. Lưu ý, khi tín hiệu đường truyền chập chờn, bạn có thể tác động khởi động lại modem từ xa trên thiết bị di động của mình mà không phải thao tác trực tiếp trên thiết bị. Bước 3. Tại mục thông tin Wi-Fi, bạn có thể thấy tên Wi-Fi của mình đang sử dụng. Bạn hãy click trực tiếp vào tên Wi-Fi để đổi tên Wi-Fi cũng như mật khẩu theo ý mình. Thật nhanh và đơn giản phải không nào? Lưu ý, mật khẩu Wi-Fi phải từ 8 ký tự trở lên và không dùng tiếng Việt có dấu. Ngoài tính năng chính là đổi mật khẩu Wi-Fi thì bạn còn có thể thực hiện thao tác tắt bật Wi-Fi. Khi khởi động lại hoặc tắt bật Wi-Fi, bạn sẽ thấy ngay tín hiệu trên modem của mình. Các tính năng này rất hữu ích, giúp cho thiết bị modem của bạn dùng ổn định hơn và tiết kiệm rất nhiều thời gian của bạn. Hãy tải ứng dụng MyViettel để trải nghiệm ngay hôm nay. Chúc các bạn sử dụng thành công các tính năng trên.